rồi bây giờ là sau khi mà mình muốn đến đền thờ vào phía bên trong thì việc đầu tiên là phải mang vớ nha cô chú anh chị hả, mang vớ vào cái đôi dép luôn, chứ là mình không thả dép ra. Và đây là mọi người là đang đến đền thờ ha, rất là đông. Vô mang vớ, qua lấy vớ ngay giùm em đi, qua bên phải lấy vớ ngay giùm em luôn. Mấy anh chị sĩ đến rồi, để chào đón cô chú anh chị ơi. Bây giờ mấy anh chị sĩ đang đứng chờ cô Hằng rồi. Bên nghệ sĩ là hướng dẫn khách du lịch và fan của cô là phải mang vớ luôn nha. Cô Hằng đi đường nào hơi lâu cô chú chị ơi, bình thường đi qua đây nhanh lắm, hiện tại là trời sắp mưa luôn á, nên là nãy là còn hai bài hát nữa, nhưng mà cô nói thôi đi qua đền thờ luôn đó, chứ mà hát hai bài xong là mưa nữa. Ngày qua là để những cái fan cũng như là khách du lịch ướt quá trời luôn, nó chạy qua nhưng mà ướt đó, tại vì xe điện là đứng ở ngoài cổng đền thờ ở rất là xa cô chú anh chị, là phải chạy bộ vào đó. Hôm nay là cô thấy vậy nên thôi là không hát hai bài nữa mà chạy đi đến đền thờ để thắp hương luôn, sau đó là sẽ chụp hình với lại fan ha. Đó, anh trai này là vệ sĩ của cô Hằng nha cô chú anh chị. Vệ sĩ của cô Hằng đã đến rất sớm rồi nha. Hiện tại là đang chờ cô Hằng với lại chú Dũng vào đền thờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đêm người ta đây xếp hàng để đăng ký chụp hình với cô Hằng với ghê vậy. Rồi mình phải tranh thủ xếp hàng trước đi. Rồi hiện tại là cô Hằng chưa đến để vào Kim Điện nữa cô chú anh chị, nhưng mà rất là đông fan cũng như là khách du lịch đang đứng xếp hàng để chờ chụp hình với lại cô Phương Hằng. Bây giờ mình sẽ đi nha, đi xuống để xem như thế nào. Rồi hôm nay là cực đông ở dưới đây luôn nha. Bây giờ là mọi người là bây giờ là đang đứng ở đây xếp hàng để ai xếp trước thì sẽ được chụp hình với lại cô Hằng trước nha cô chú anh chị. Đó. Và những ai mà xếp sau thì mình sẽ chụp hình sau và sẽ về muộn hơn, nên là mọi người tranh thủ nhau bây giờ là xuống đây xếp hàng trước luôn. Trời ơi quá trời đông luôn cô chú anh chị ơi. Chờ chụp hình. Quá hạnh phúc luôn mọi người nè. Rồi cái này là ở trong Kim Điện nha. Trong Kim Điện bây giờ đang rất là đông. Mọi người đang chờ cô Hằng đến. Cái chỗ đông nhất là ngay chỗ hoa u đàm. Hoa đàm bây giờ là đang có rất là nhiều du khách đến chụp hình ha. Hoa u đàm đi săn lùng nó luôn. Mọi người đang lạy Phật cho chú anh chị. Ở đây là nơi thờ những cái vị rất là tâm linh, và đặc biệt là có một vị là người đã báo mộng cho cô Hằng, đó là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cô chú anh chị, rồi thần tài hữu địa, Quốc Tổ Hùng Dương, rất là nhiều. Rồi Tổ Phụ Hùng Dương, dòng máu Lạc Hồng, Đức Thánh Trần Hương Đạo, Bạch Gia. Gì ta? Sao quá Tiên không thấy rõ thôi chứ vậy để Tiên lại gần ha. Đó. Bạch Gia, Trần Hội, rất là đông và có rất là nhiều vị ở trong đây nha. Và trong khu du lịch Đại Nam thì có rất là nhiều kim điện, và kim điện mà cô Hằng hay đến để thắp hương là ngay đây đó. Rất là nhiều những cái du khách cũng như là fan đang đứng để chờ cô Hằng. Cận cảnh mọi người đang xếp hàng dài để chờ được chụp hình chung với cô Nguyễn Phương Hằng, cô chú anh chị ơi. Trời ơi mà tôi dữ lắm. Quá trời đông. Rồi hiện tại là cơn mưa đã đến nha cô chú anh chị ơi. Trời ơi cô Hằng đến luôn. Trời ơi cô Hằng hay quá.